nay mới về bò mới anh em, bò sừng già già mà bi bi anh em. Quay sơ lược cho anh em xem ha, có bò lớn nữa nè, bò già bò bự nữa nè, nó về nhiều lắm, về cứng chuồng nữa. Nuôi mau lắm nha anh em, dỗ dỗ mau lắm nha, bò già thái răng rồi nha, thái răng rồi anh em, sừng già dọc dài dữ lắm nha, dậu yếm rồi đầy đủ. Thẳng ngay thẳng thớm rồi nè, bò già bò sừng rồi nè. Bò này nuôi mau lắm nha, nuôi nhanh lắm, dòng bò này già già bò nuôi nó mau lắm, giá cũng phải chăng lắm anh em. Anh em mà mua bò về dỗ liên hệ với em ơi, bò mới về nhiều lắm. Vậy anh em nào cặn bò già bò ủ rồi đó, tầm tiền 20 triệu con anh em, tầm tiền có 20 triệu con, 20 cũng có, 21, 22 được, đủ cỡ rồi nè. Chân thẳng thẳng thớm à, dọc dài dữ lắm nha anh em. Quay sơ lược cho anh em thêm bò mới về không anh em, bò mới không anh em. Anh em gần xa thì có mua bò, nhu cầu mua bò nuôi thì liên hệ với em ha, bự giỏ cỡ nào cũng có, chạy em nhiều lắm. Thì nói chung là anh em nào có mua đó thì liên hệ với em, số điện thoại 038 799 7919. Em ở Tịnh Biên An Giang nha anh em, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang nha, cách chợ bò Tần Áo 300m nha anh em. Thì anh em cứ liên hệ trực tiếp thẳng với em rồi kết bạn Zalo hoặc gọi Zalo, anh em nào có Zalo đó gọi cho em trực tiếp rồi nói chuyện nó dễ hơn ha, coi bò nó thuận tiện hơn. Nói chung là dòng bò này thì nuôi nó mau lắm, da mỏng là lông sát sát không à. Anh em muốn bò già, bò bi hay là bò lai, bò bự con như thế nào đó, lớn con như thế nào đó, bò lớn, bò nhỏ như thế nào đó thì liên hệ với em. Bò em thì đủ cỡ rồi. Mình lựa mẫu về bò già để về cho phục vụ cho anh em chăn nuôi. Nói chung là có thì nếu mà em quay sơ lược ngang vậy đó thì anh em xem tham khảo, có gì anh em liên hệ với em ha. Thì cũng chúc anh em ngày mới chăn nuôi thành công ha, mua bán thuận lợi. Rồi em thì mua bán vui vẻ lắm, thuận mua vừa bán, không có ép ai cả, nhưng nói chung là anh em mua ủng hộ em thì cảm ơn. Thì anh em gần xa rồi đó, có mua bò chăn nuôi vỗ béo thì liên hệ với em.
Số lượng thì bò nói chung là mua số lượng bao nhiêu cũng có. Bây giờ mình chăn nuôi anh em ơi. Bây giờ mà làm bây giờ anh em có đất rộng này kia đồ mua về dỗ hoặc có chuồng trại đó mua về dỗ ủ này kia mình bán kiếm lợi. Bò bây giờ giá nó cũng mềm anh em, giá nó rẻ lắm. Giá bây giờ nó rẻ hơn lúc trước nhiều lắm. Bò giờ giá rẻ mình nuôi mới có lời chứ bò mà mắc quá nuôi con giống mà mắc quá nuôi không có lời đâu anh em. Giá nó được, giá mềm này mình nuôi mình ủ thịt này kia đồ đó, mình nuôi thịt này kia đồ đó nuôi nó mới có lời. Mà bò mà mắc quá rồi con giống mà mắc quá mình nuôi không có lời đâu anh em ơi. Bò giờ nó rẻ nó mềm lắm, giá mềm. Với lại em nhập bò từ Campuchia về khỏi qua Trung Gian ai hết, từ bển về đây rồi anh em nào mua thì cũng như mua tại gốc luôn rồi, không qua Trung Gian ai. Anh em nào gần gần thì đến chạy, còn anh em nào xa đó thì không đến chạy được thì gọi Zalo cho em. Rồi chào anh em ha, chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều chăn nuôi thành công ha.